Em nói giỡn chút xíu nha, hỏi ổng ngoài cô Nguyệt ra còn cô nào không, để Tuấn Vĩ tìm luôn. Ok. Chị hỏi đi chị. Tuấn Vĩ, just kidding. Just ask you about, did you have another roommate in Vietnam? No. You sure? She can will help you to find out again. You sure he help you to find another one? Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đang xem phần cuối cũng như là tập cuối của câu chuyện Chú Andy tìm lại người xưa. Và nhìn trước màn hình chúng ta cũng thấy là những nụ cười thật là hồn nhiên, xem như đây là một mối tình đẹp đã tìm gặp được lại nhau sau 55 năm xa cách. Vì vậy, trong quá trình gặp lại nhau thì đôi bên đã hết sức là vui mừng và ôn lại những kỷ niệm xưa. Quả thực đây là một câu chuyện đã để lại ấn tượng rất là đẹp trong lòng khán giả. Và sau khi Tuấn Vĩ xem lại các cái comment của cô chú thì nhiều cô chú cũng đã đặt ra giả thiết cũng như là đã có nhiều cái comment nuối tiếc và giá như nói rằng giá như người con của cô Nguyệt và chú Andy đang còn tồn tại thì xem như đây là một câu chuyện kết thúc hết sức là mỹ mãn, nhưng rất là đáng tiếc. Nhưng dù sao thì cô Nguyệt vẫn còn hiện diện để cùng ôn lại chuyện xưa với chú Andy, thì đó cũng là một cái điều hết sức là hạnh phúc đối với chú. Vì đây là một cái sự mong mỏi sau 55 năm mà chú đã gặp lại người xưa. Tuấn Vĩ xin được tóm tắt lại một chút xíu để cô chú nào chưa xem ở những phần trước chúng ta hiểu thêm về mối tình đẹp của chú Andy và cô Nguyệt. Theo như thông tin mà Tuấn Vĩ đã ghi nhận được trước đó thì vào năm 1969, chú Andy đi lính và đóng quân tại Biên Hòa, Đồng Nai và có quen biết với cô Nguyệt. Đôi bên đã đem lòng thương mến nhau và đã có với nhau một cái mối tình thật là đẹp. Và cuối năm 1969, khi chú về nước thì cô Nguyệt đã mang thai và cô Nguyệt đã sinh ra một bé trai vào năm 1970. Còn về phần chú Andy, sau khi về Mỹ thì chú vẫn nỗ lực để liên hệ với cô Nguyệt. Nhưng đơn vị của bạn chú đã rời đi nơi khác, vì vậy cho nên bạn chú không tiếp cận được với cô Nguyệt để đưa thơ. Cho nên đôi bên đã mất liên lạc từ đó. Đối với chú, cái sự quen biết và mối tình giữa chú và cô Nguyệt là một mối tình đẹp, vì vậy cho nên tất cả những kỷ niệm với cô Nguyệt thì chú vẫn còn giữ và chú luôn ấp ủ trong lòng. Thì thời gian gần đây, chú đã nhờ người chuyển tải câu chuyện của chú lên chương trình của Tuấn Vĩ. Thì cháu của cô Nguyệt đã nghe thấy cũng như là nhìn được tấm hình của cô Nguyệt. Vì vậy, trong quá trình kết nối, thì cô Nguyệt đã đưa ra bằng chứng là những tấm hình mà cô Nguyệt đang còn giữ được hoàn toàn trùng khớp với những tấm hình mà chú Andy đang còn giữ được. Trong quá trình kết nối được với nhau thì cô chú đã hết sức là vui mừng và hôm nay cô chú cũng có đề nghị Tuấn Vĩ kết nối nhóm để cô chú lên chương trình, muốn cảm ơn đến cộng đồng cũng như là cảm ơn đến những người có liên quan đến câu chuyện và giúp đỡ cho cô chú được gặp lại nhau sau 55 năm xa cách. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe cô chú trải lòng cũng như là ôn lại chuyện xưa. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi chương trình. Ông đói mà vợ ông kêu ông đi ăn, ông không đi ăn, cứ ngồi đó nói hoài. Dạ, đúng rồi. Cô biết không, cái người ông này tình cảm lắm á. Dạ. Dạ. Và không biết vợ ông có gan không ha, cứ nói hoài vậy, không biết vợ ông có gan không, có nóng máu không? Vợ ông đi ăn mà ông cứ ngồi, ông nói với cô Nguyệt hoài. Cô Nguyệt nói... Bây giờ cô Nguyệt có muốn con hỏi không? Vậy chiều em có muốn chị hỏi không? Tùy chị hỏi nó thông cảm cho nói vậy nè, chị nói
À, con xin lỗi cô, chị nói với cô Lona đó là nói là Tú Vị nói là cô cũng hết sức thông cảm cho ông, bởi vì là lâu ngày gặp quá cho nên là ông có nói chuyện với cô Nguyệt nhiều, mong 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 bà thông cảm như vậy đó. Ok, tướng vị said mid bar just please understand of how Annie talk a lot with Miss Nguyệt. So sorry about that because a long time they can meet together. So that's why maybe they will talk a lot and then Miss Nguyệt say you want her go to have the dinner or to get the lunch. But she's still speaking just to talk with Miss Nguyệt. So that's why maybe so Tuấn Vĩ say you understand. I'm just thinking about that and sorry about that. Okay. I didn't catch all of that. So. And then now cô Nguyệt bây giờ là cô Nguyệt có thêm gặp lại người bạn rồi chắc cô Nguyệt cũng vui hả cô Nguyệt? I'm happy. Cô Nguyệt happy. Thành ra Well, con I'm cũng có happy. giường. I'm happy you want to talk to me because you could be mad at me too. Ổng cũng nói là hôm qua ổng kể giống nhiều lắm. Nhìn ổng cười vô tư ha. Ổng vậy đó, ổng lúc Đó. nào cũng cười hết Yeah. á. Dạ, Bây không nào. giờ tại á nó nói với cô người hồi tối hôm qua đó nó bây giờ nó mừng quá nó không có muốn làm cái gì nữa hết. That's okay, everything now. That's Yeah. That's the one thing I was is really special to me also, that we can talk and communicate. So, and she's her English is so much better. À, cô nói là cô Nguyệt bây giờ nói tiếng Anh giỏi lắm rồi, thành ra có thể nói rất là nhiều, có thể kết nối và nói chuyện rất là nhiều. Bây giờ ông rất là vui, thành ra bây giờ là ông có thể nói chuyện với cô Nguyệt nhiều hơn á. Và cô Bar và cô Bar thì cổ cũng ok rồi. What Bar, 50 some odd you're years will so do. sweet. I love you, Bar. No, I talked already. I tell her don't worry about us. Yeah. Now you have new friends. So yeah, that's why three of them and can talk all the time. That's a best friend. Because she's got family and I have lots of family, so we both come from, we both have seven kids in our families. I have, Oh, so I have I seven have kids. between, yeah, and we're two of the we're the two oldest in our family, so First one in the house, cũng vậy, cũng first one in the house. yeah, Oh. so we have brothers and sisters and that so Younger. things sort of branch out a little bit, and I've had some communications with one of her nieces, so that's she's been really Oh. nice in how she Oh. set everything up and got Nguyệt đó, nó ở Đan Mạch. that was Kim. Ông nói là ông nói gì con quên mất rồi. Tại con So, nghe. so it's nice to have more people out there, and I know my sisters will love to talk with you sometimes. Ông nói ông có gia đình đó, ông có nhiều người lắm. Thành ra ổng có anh chị em, rồi bây giờ ổng lại có thêm người nữa, thêm là cháu của cô Nguyệt nữa. Vậy cái chung là ổng có nhiều người để nói chuyện rồi, thành ra ổng cũng vui lắm. Dạ, nó nói gì con quên mất nữa. Cô Nguyệt nói đi cô. Nó có năm em gái, một thằng em trai ở ở ở Orlando nè. Dạ đúng rồi. Dạ ổng có bảy anh bạn nhà bạn có bảy anh em. Cô Nguyệt Thành có ra bạn. dạ ông có một cái big family đó, cũng có gia đình, thành ra bà ông cũng không có buồn. Rồi cô Nguyệt có muốn nói gì không? Nói cô Nguyệt happy si ổng rồi. Cô Nguyệt cũng nghĩ là ổng ổng mất cái không nên không ai tìm được ai đâu. Đó, gặp ổng thì cô Nguyệt cũng mừng rồi. Mà ổng sợ cô cái không
tại vì đi về bên đây bỏ công việc bên kia đó. Đúng rồi, ông sợ có lỗi đó cô. À, ông sợ thì ông nói hôm qua rồi, ông nói ông xin lỗi nha ông. Tôi nói thôi khỏi xin lỗi xin láo gì hết á. Thì ông mới nói dạ. Ông sợ dạ. Không có nhận ông đó biết không? Dạ. Ok. Bây giờ là she just want to say wish you about now she okay. So everything after before forget it. Why you live so just forgot it. Yeah. I'm still here. That's good. I have a few letters too, so. Yeah. But just be friend, right? Yeah. Yep. Yeah. Nó cất ba cái thơ của cô Nguyệt mà hồi đó cô Nguyệt đâu có biết cái thơ cái bà con của bà taxi kế bên nhà đó biên thơ giùm cô Nguyệt gửi cho nó đó. Ồ đó ông kể y chang luôn cô. Thành ra con nói đúng là khi mà gặp lại đúng cái người đó không cần nói cũng biết hết luôn. Nói ra một câu là cái người kia có thể nói tiếp cái câu chuyện mà mình không cần phải nhắc lại. Dạ. Dạ nó cũng như là hai người viết nên câu chuyện đó. Dạ. Thì con cũng thấy hôm qua ông nhắn tin cho con trước khi ông gọi điện thoại. Ông sợ con bận ông nhắn tin, trời con đọc tin xong mà con muốn điếng luôn á. Con không thể tưởng tượng được là cái chuyện của ông nó kết thúc nó buồn như vậy đó. Thế nhưng mà bù lại là ông thấy happy là vì ông tìm được cô rồi. Ít ra biết cô là vẫn còn sống tốt. Và thứ hai nữa là ông cảm giác như là nói chung mọi việc nó đã chấm dứt một cách tốt rồi. Thành ra ông không còn phải lo buồn, lo nghĩ nữa. Ông nghĩ là mọi thứ ông muốn gặp con để ông nói nhiều hơn. Thành ra lúc ông chỉ nhắn tin là như vậy thì con ông đã tìm thấy cô và đã thấy đứa con, nhưng mà con đã chết trong cái vụ cháy nhà. Rồi con nghe con thật sự con cũng bàng hoàng dễ sợ luôn á. Tại vì con mong là ông sẽ tìm được con vì ông quá cầu vọng á cô. Cái đó thành ra thôi kệ, cái đó là định mệnh rồi. Con nói ổng là trời định mỗi người một cái số phận á. Thành ra thôi kệ, cái gì nó đến, bây giờ miễn sao mọi người đều sống khỏe, sống vui là được rồi. Con cũng vậy thôi, bây giờ thông qua cái việc này con cũng, giống như con làm một cái việc và con đã hứa vậy, cũng hay là con cũng dùng cái việc này, có thể em con nó cũng sẽ rất là vui đó. Thì mình cứ nghĩ là cái gì nó cũng phải cái kết thúc hết cô. Dạ. Yeah. Thì thôi cái dai nặng á. Đem lại cái đó mà khóc mà la hoài với con tội nghiệp lắm. Dạ, ổng rất là ổng nhớ về cái kỷ niệm. Ổng nói ổng đi cái gì, ổng làm cái gì, ổng nhớ từng đoạn một á, con đường đi, từng cái xe, ăn cái gì, ở quán đó có cái gì, có cái cây gì, có cái trái gì mà ổng ăn thử cái trái đó. Ổng nói từng chút một. Con không hề tưởng tượng. Yes, I say with them about you. Every time when you come to my salon, you talk a lot about Vietnam. Yeah. How you is, how you go, where did you go, and how you work, and how the weather there. You remember everything. Yeah. So that's why long time, almost more than 50 years, but your mind still remember everything exactly you live there. So that's why I'm so surprised. Yeah. Well, I was able to go back and read a few things also to help with my memory. Sometimes it straightened things out, but I was there for over 2 years too. So I had a lot of time and did a lot of different things. And so it was, I had good times and I had some rough times, but I pretty much for me, I was able to have some good memories. So, yeah, I think because you and me, you're very lucky about you can find out me. I can speak Vietnamese and live in Vietnam. So the way, new people, you cannot share your story. Right. Because that's why, just me, I am Vietnamese, so you can share with me. Yeah. So that's what you keep in your mind, but nobody can understand how you feel and how you think. So just, that's why I think you come with me about, you want to ask me how they are, so now. So
That's why I think at least I am Vietnamese, so I can I live there. So that's why you ask me everything from Go Nguyệt easier. Yeah. So maybe before you want to find Go Miss Nguyệt and your son very hard because no yeah. people live there. You didn't know nobody, any nobody, people there. Yeah, nobody no, there. So that's why. There. Yeah, yeah, I think so. Right. Yeah. So well, I'm glad you were there. So almost now everything done, so just hope everybody will be happy. Yeah. Right? So now we can build on that. Yeah. Oh, wow. Cho cô nghe đó. Mày có nhớ là you remember mình đi lên chỗ Trần Hưng Đạo đi ăn đó không? Lính đó xá ngó rồi hồi nào đâu. Oh. Nó nhớ từ chút đi chút. Đúng rồi. I didn't catch that. Đối với chú là một, đối với chú là cả một bầu trời kỷ niệm á, kỷ niệm nhiều, một bầu trời kỷ niệm. Yeah. Tuổi đẹp nhất á. Lính Mỹ nó ngó mày gần chết rồi nó ngó tao chi. Nó nói cô, ông nói cô đó đẹp. Nó nói cô đẹp nên nó dắt cô đi ăn hai bên lính nó hút gió rồi nó khòm vô tại vì trên cái lan can nhỏ đó con. Oh, she say about the memory before. Yeah. When you talk with her about the before the memory, you when you go with her around the trees and the all the men or the police in so they look at her. Oh, so that's why. Oh, yeah. So. Remember? Yeah. The, yeah. All the men. As she walked by. Oh. All everybody's eyes follow. Oh my God! So that's why she. I think you're so brown. They be jealous. No. And Bart. Nhưng mà ông so now they're jealous of me for her. They ask where I find her. Ai giận cô Nguyệt hết á. Nhưng mà cô Bar, I think you always Annie come with me. She always talk about you. You very high, very beautiful too. Oh. Very tall, very tall, and very beautiful. Yeah. That's why she love everything beauty. Nó ngồi trước mặt bà xã nên mà nó cứ khen cô Nguyệt nó mình. Đúng rồi, ông thật lòng lắm cô. Yeah. Oh, neither of them. Yeah. She keeps me in line too, so. Yeah. Nói chung là ông tới tiệm chị á, tiệm con á, ông cũng khen vợ ông. Yeah, ông rất là tốt. Con nghĩ ông là người rất là tốt. Yeah, tức là ông khi yêu ai là ông thiêu thật lòng lắm á cô. Yeah, sống tốt. Yeah. Thì lúc đó là ông nghĩ là cô chắc có gia đình rồi. Ông nói con là ông khi mà ông biết được cái đứa nhỏ đó, cô có đứa con á, ông đã lập gia đình rồi, ông rất là tiếc. Chứ ông còn là ông cũng thì không biết làm sao nói chuyện với cô này. Thành ra ông cũng tìm cách từ từ nhưng mà biết cái là ông viết thư lại mà không thấy cô trả lời. Do đó là ông mất liên lạc với cô luôn. Yeah. Bạn của nó không có đưa thơ cho cô Nguyệt đâu, tại vì bạn của cô Nguyệt ra thì nó có cái tấm hình con nhỏ đó. Cái con nhỏ đó, cái thằng bồ. Dạ, nó, cô Lan á, cô Lan. Ừ, nó đưa hình cho thằng bồ ông Lan, mặn là thằng bồ ông Lan đó. Có. Ồ. Nó không có đưa cho cô Nguyệt. Thật ra cô Nguyệt đâu có biết làm sao mà nói chuyện nó. Đó là số phận rồi cô. À, thì nó. Thì nó có thì nó ok. Mà mỗi lần cô Nguyệt tới nhà nó, cô Nguyệt hỏi mày có thơ tự không? Nó nói no. Oh, she, cô Lan, Miss Lan, Miss Nguyệt say about before when you send a letter to her, but no, her friends didn't send to her. Oh, so right. That's why, like, I say because you before you went to connect with Miss Nguyệt when after you knew you have a son, and then you send her the letter. But no answer. So, Miss Nguyệt say about maybe
her friend didn't send the letter to her, so that's why she didn't know. Yeah, I think after the last letter I got in 1973, July 17th, I had no idea where to respond, and so that was hard. And then I've come to find out that I should have maybe sent it to the return address there, but I don't know. So I wish I would have done things differently when I went back and reread some things. But the first time I ever knew I actually had a son was in 1973. I knew you were pregnant. But I don't know anything after that. Yeah. Until ông nói là ông nhận được cái thư báo á, ông có con trai là sau đó 3 năm. Yeah. Là lúc đó là ông lập gia đình rồi. Ông ông nói như vậy đó. Dạ, ông biết cái lá thư đó, ông biết ông nhận được lá thư đó là năm 1973. Là biết là ông có con và lúc đó ông đã kết hôn. You got married 1972, right? Yeah. Yeah. And then that's why mà một năm sau ông mới biết ông có con. Yeah. Yeah. Đó là lý do tại sao mà ông nói là ông biết làm sao để mà tìm ra công việc đó, để ông biết cái đứa con ông như thế nào. Ông muốn biết lắm. Ông nói chị muốn biết lắm nhưng mà ông không liên lạc được. Yeah. Yeah. Thì em cũng nói là nói điều này thì chị đừng có nói cho bà vợ ông nghe, đừng trực tiếp tiếng Anh nha. Là nghe nói là cái chùm tóc của cô Nguyệt là ông ôm ông hửi hoài á, hửi cho đến nay luôn á. Hửi cho đến nay năm mươi mấy năm. Nay nó bay mùi hết trơn rồi. Nay bay mùi hết. I noticed some horrors where somebody collected because a number of letters and maybe they would send them all at once. Maybe you keep everything very very good memory and forgot everything you lost, like the bad thing or everything get you sad. Yeah. Right. Yeah. I kept letters, man. Yeah. Đừng, and then đừng nói cho and bà then biết. Inside your maybe now bar, she's very good people, so that's why everybody love her a lot. But Barb, because nobody can do it. Nobody can do it. But Barb knew all. Barb because knows. you still remember Miss Wick. That's why nobody cannot do it. Cannot understand. Cannot. Support for you like that. Yeah. So Barb, very special woman too. Yeah. Well, I told Barb about Wick. 2 weeks after I met her, and so she's always known. I've never held it back from day one. Well, actually, 14 days later, but but she's always known that she was there, and that maybe there was a baby, but I didn't know for sure. Yeah. And so that's the one thing that's always been there. So, and then we couldn't, then once we found, I found out that the baby was here, I had no way to get in touch with her. She left, and I don't know how to get in touch with you. So that's what always bothered me, that I had no way of really making that connection again. And how could I ever do it? So. But then I was married too, so. Not honey. Yeah. Ông nói với cô đó là trước đó 2 tuần luôn á, là ông sẽ đi tìm cái cô Nguyệt đó. Yeah. Thì cô Nguyệt nói là ông nói là ông có một đứa con, có thể ông có một đứa con ở Việt Nam. Ông nói có thể thôi. Because I always wanted to help out. Yeah. Nhưng mà cô này là khuyến khích ông nên đi đi làm. Yeah. Yeah. Nên đi làm được đấy. Chị, there's no way I could figure chị nói em nói giận chút xíu nha, hỏi ổng ngoài cô Nguyệt ra còn cô nào không, để tôi vị tìm luôn. Okay. Chị hỏi đi chị. Yeah, tôi vị just kidding.
know. Just ask you about did you have another roommate in Vietnam? No, I haven't. No. You sure? No. She can go help you to find out again. You sure he help you to find another one? I don't know why. She said no. He said no, no. No, I didn't just know about that. Oh, so bà nói, tôi không biết cái chuyện đó được, không có nghe nói được. There's oh, no, bà. There's okay, no reason vậy? To cheat on my wife. Okay. You have any more that he can find out for you? Come on. Oh, well, I don't know yet. Còn cô nào không để phải đau luôn. Yeah. I don't think I have any more Vietnamese anyway. After me, maybe you have couple more. I don't know. Rồi hỏi coi còn trùng, hỏi còn con trùng tóc nào khác không, hay là có con trùng đó thôi, còn trùng nào không? Rồi bữa hôm qua đó ổng cắt cái trùm tóc ra nữa con ơi. Yeah. Well, I hope I don't. Ông này ông để dành. If I do, I sure don't know about him. Ông để dành. Hỏi đó. À, ông để dành ông cười. Cái tóc của con dài lắm phải không mà ông nói với chị đó không? Nó gần về cái nó xách cái kéo nó ra nó cắt cái đuôi á. Cái con người không mày làm gì? Nó nói, I need it. Yeah. À là tự ông cắt, tự ông cắt. Yeah. Tại vì tóc con người dài lắm, dài tới tối rồi. Yeah. Rồi cái nhiều khi con người bới lên biết không? Cái bữa đó nó sổ ra cái nó ngồi dòm hồi sửa sẵn về rồi hơn sao đó chắc định tới về hơn sao đó. Cái nó lấy hình hết, lấy hình hết. Cái cuốn ảnh bùm của con người lấy muốn hết trơn. Đó. Okay. Tức là ông mà ông giờ ông giữ ông thương trơn cột nguyên cái album luôn. Đừng có dịch tiếng Anh cái điều này nhé, đừng đâu cho bà nghe rồi bà mất công bà nóng máu nữa. Okay. Dạ chị hiểu rồi. Dạ thôi mình nói chuyện chung đi, nói chuyện với ông đi. Dạ ok. So they just talk about memory before. So the picture, everything. So I stay with her about you still keep the bitter, right? The album, yeah. You, no, you have your I want to know he have how many more people, not a people picture, beside me. No, I have you. You are the only one that I know of. Yes, you're really the only one. Yeah. So. I you sure you don't forget? As far as I know. Yeah. When is it? If she can find more, then maybe I don't know then. I don't think we need to look anymore for that. Nope. So. Cô bà dễ thương quá hả? This bar, but that's what why. Was enough, what was enough to have around, so. Yeah, now just keep everything very beautiful inside. Yeah. And then feel happy. Oh yeah. Okay, so, we have I'm happy now. I am too. Bar, how about Bar? How do you feel? I felt very sad too. I was surprised how hard that hit me. I mean, affected me. So I feel very sad about that. About Vu. About Vu. But other than that, I'm happy. I mean, I've just loved the whole process. So. Ai vậy cái thằng nào đó? Thằng Vu nào? What? Right, cô. Cô nói là cổ rất là cổ cái cảm nghĩ của cổ á. Là cổ nghĩ là cổ mới đầu cơ cổ rất là hiểu cổ cảm thấy là cổ cũng rất là cảm giác như cổ kiếm là cổ không có giải thích được nhưng mà đại khái là cổ rất là hiểu và cổ muốn là cổ cũng rất là cảm giác là happy cũng là cảm giác là cổ cảm giác là mọi thứ nó đi through rất là nó đi qua đó nó cũng như là nó cũng cho cổ nhiều cái cảm xúc á mà có thể là cổ đã làm một cái gì đó đứng đắn kiểu vậy đó. Dạ.
Yeah, that's why you he's happy about it. He's happy about Wit and sad about Vu. Yeah. Yes. Thank you, Barbara. Sad about Vu. I'm sorry for another boy too. Yeah. So that's why just like set up set goal to go anywhere. To go Florida, to go to New York. That's no. why you have now you have him right there. Yeah. Yeah. We'll get reunited. Yeah, so that's why you had a big family now. That'll be nice. Be nice. Yeah, we'll be nice. Yeah. Be able to for all three of us to get together. And who knows whoever else in your family. Chú Vĩ biết là bữa hôm mình nói chuyện xong rồi nó đâu có ngủ đâu chú Vĩ. Yeah. Đúng rồi. Yeah, bà Thả ổng nói với cô vậy đó. Nói là đêm đó nó không có ngủ. Yeah. Vui quá. Tới con. Yeah. Trong yeah. lòng vui ngủ không được. Chắc là nghĩ, ông chắc ngủ. Là chắc ổng đang còn tái hiện lại cái ký ức á. Ông tái hiện lại ký ức. Yeah. Ông nặng tình vừa lắm buồn con. Ông nặng tình ông lắm vừa vừa buồn. Đúng rồi. Dạ, yeah, ông vừa vui vừa buồn. Dạ. Dạ. Nên ông khóc. À, đó, bà Thả ổng nói vậy. Sáng hôm sau đó, nó ngồi nó khóc á. Nó khóc rồi nó gọi cô Nguyệt. Yeah. Rồi. Mà may người vợ. May người vợ cũng thông cảm ha. Hiểu. May người vợ. Yeah. Yeah. That's why đây là một cái câu chuyện mà chị nghĩ là chị cũng không tin là nó có thật nữa. Yeah. Tại vì cái câu chuyện nó hoàn toàn như cuốn phim vậy đó. Thậm chí từ bắt đầu cho đến kết thúc. Cái bà này bà tốt quá. Với thứ hai nữa là cái câu chuyện nó xảy ra nó không có như mình nghĩ. Nó cứ nhiều biến động á, nhiều biến cố á. Yeah. Tức là nó đi xuyên suốt cuộc đời của ổng, tức là từ những cái kỷ niệm đẹp sẽ đến những kỷ niệm buồn luôn. Đi yeah. qua những cái đứa con mà cái niềm hy vọng lớn nhất cũng mất đi á. Thì nghĩ đó là như cuốn phim luôn á. Yeah. Nhiều khi mình nghĩ mình cũng không tin được. Dạ. Yeah. Mấy chục năm rồi đó. Ghê không? Đây là một cái câu chuyện tình nó dài thế, thập nữa yeah. hơn được thế kỷ đó. Cái thằng con của cô 54 tuổi rồi. 54, dạ. Yeah. 54 đó. Đúng rồi đó, hồi đó ổng nói nếu ổng có con là con ổng nó sinh năm 1970 đó. Đó. Because I say with Miss Nguyệt about when you talk with me about your son maybe now is he were 54 years old. Yeah. Yeah. And then yeah, so that's why thằng yeah. dễ thương lắm con ơi, thằng dễ thương lắm. Yeah, because she chú anh ấy đưa cho con coi cái hình nó rồi, con biết. Đưa hình con coi thật ở ngoài luôn á, đưa hình cho con để con bắt đầu mới chụp hình lại gửi cho con á. Thì là lúc cái đứa nhỏ nó đang bò bò đó, dễ thương lắm, giống ổng lắm. Now that's why I want to talk with Miss Nguyệt about your son. Uh-huh. She say he's very cute. Yeah. He have beautiful smile. Beautiful smile. Good. Good. I want to see those pictures so yeah. they're a little closer up. See it better. Yeah. He's so handsome. My son, very, very handsome boy. So now, just thinking about now, he's still me. Yeah. Yeah. Well, he had a beautiful mother and a handsome guy, I guess. So good combination. Cô Nguyệt đó nói dễ thương, nó đẹp trai. Ông nói đúng rồi, nó có một người mẹ xinh đẹp và một người nó ông nói là gái, tức là cái người bố đó đại khái là chưa phải là chồng nhưng chưa phải là ấy, nhưng mà là rất là handsome, đại khái là đẹp trai đó. Thằng gái đó phải đẹp trai đúng rồi. Yeah. Well, I wish I could have been a part of. I wish I could have been part of his life. Ông cười thôi chứ ông buồn lắm em. Ông muốn nhôm luôn á. Dạ, tội nghiệp hết sức. Ông ốm hẳn luôn. Dạ, ông cười thôi chứ ông lòng cũng đau lắm. Chỉ biết mà, thành ra nhưng mà ông cười vậy mới để cho mọi người đừng có đau khổ quá. Mọi người mình hơi vậy em. Rất là bình tĩnh. Dạ. Yeah. Cô biết ông nhiều lắm. Dạ, cô hiểu lắm. Ông vẫn gửi thơ, gửi tiền. Ok. Đó. Nhưng bạn của ông nó không có tốt. Đúng rồi. Nó lấy tiền. Là rồi nó lấy tiền rồi nó dục thơ đó. Mấy lần đầu thì không được rồi cái mất luôn thì yeah. mấy nhậu nhẹt mà mấy thằng bạn của ổng á nó uống rượu á rồi cái lại hỏi nó tên nó cô Nguyệt nhớ nó tên Dan, thằng nó tên Tom,
mà không có thằng nào được hết. Okay. He say about she understand you. And because she use very good person, but your friends not good. Yeah. They didn't send everything from you to her. Yeah. They just get the money, and then the letter was blow away. So that's why she cannot get everything from you. Oh. Yeah. They didn't get the money. Yes. Yeah. No. Đừng có nói, ông nó nghe, ông gọi tiền nó giận con. Yeah. Không sao, nó biết mà, nó biết ông thiệt lòng lắm cô, ông kể hết. Yeah. Just before when she said before you go back America, you still have connect with her. So your friend not good. Maybe that's why they didn't send it to her. That's why she didn't know what. Where are you? Where you go and how do you live in the America after go back? So that's why and I think so. Yeah. Oh, I'm sad. Yeah. Because and I tried to find ways to get back there, and just never nothing seemed to work. And then work was hard to come by. We come home and we don't have jobs. You have no money. No money. then I meet Barbara, and she helped me kick myself into order to go to work. Yeah, so see, you bar so good. I love you. Anyway. You're lucky you had Barbara. Yeah. Yeah. I do understand. Yeah, you understand everything. Thưa cô chú, thưa cô chú là con nhìn con nhìn cái đồng hồ đó thì là chúng ta đã trò chuyện 1 tiếng rưỡi. Vì vậy cho nên là chúng ta trò chuyện lâu nhưng mà không ai nỡ rời nhóm. Không ai nỡ rời nhóm bởi vì là chúng ta rất rất là muốn trò chuyện hoài. Thì nếu có ai bận việc thì cứ tự nhiên chứ con cứ sợ là nhiều khi cô Nguyệt bận cái gì đó hay là bên chú có bận gì đó hay là chị Liên có bận gì đó mà không có dám nói đó. Con cứ sợ như vậy cho nên là con mở lời là buổi trò chuyện hôm nay cũng khá là dài nên có ai có bận công việc thì cứ lên tiếng nha. Còn con thì thoải mái. Ok. Thoải mái không đó? Dạ con thoải mái, dạ con thoải mái. Dạ, để chị Liên nói cho ông biết để đôi khi ông có bận cái gì đó thì để cho ông biết. Chú bây giờ đang ở đâu vậy, ở Sài Gòn hả? À con đang ở Đồng Tháp á cô ạ. Ở Đồng Tháp hả? Dạ. Rồi vậy em ở dưới quê lần hả, với Đồng Tháp lần hả? Dạ Đồng Tháp. Vậy mà giỏi quá nha. Tướng Vĩ, want to talk with everybody because we talk about 1.5 hours already. Yeah. So that's why if you some people, everybody busy, you can out. So that way, if you want to talk again, can still be here because Tướng Vĩ free today. So that's why if you need to talk more. You need to just keep going, right? Yeah. If you're busy, you can stop, okay? Don't worry about that. I think Whit might be getting tired. It's late. What is it, 11:40 now for her? So, but we talk so far every day. Yeah. So we can okay. Talk also. Thôi like chú Vĩ go home then, okay? Yeah. And so bây giờ cũng cô áo cho chú Vĩ. Yeah. Thì con cũng nói chút xíu là cũng cảm ơn chú Vĩ, cảm ơn mọi người trên cộng đồng đã giúp cái công việc của con trước tiên là con là người khởi động. Con là gửi động thì con cũng cảm ơn mọi người giúp là con là làm được một cái lời hứa với ông Andy. Còn ông Andy thì ông gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho ông Andy tìm được cái người thân của mình, mặc dù là nó không có được vui lắm nhưng mà ít ra là ông cảm thấy happy là được rồi. Ông cảm thấy là ông đã làm một cái việc mà ông nên làm. Và bây giờ có thêm cô Nguyệt nữa là gia đình ông vui lắm. Ông nói ông vui và cô Bar cũng vui lắm. Do đó như vậy là mình đã làm tròn nhiệm vụ rồi ha. Ha Tướng Vĩ. Dạ, ok đúng rồi. Và
trước khi chia tay đó thì Tuấn Vĩ xin chúc sức khỏe tới chị Liên và rất là một lần nữa xin chúc mừng cho vợ chồng của chú Andy và chúc mừng cho cô Nguyệt để gặp được lại nhau sau năm mươi mấy năm như thế này là quả một điều không dễ dàng chút nào. Và đây cũng là một cái nỗi niềm của chú Andy, và xem như chú cũng đã giải tỏa được cái thắc mắc mà bấy lâu nay mà chú mong mỏi. Cho nên là một lần nữa con xin chúc mừng cho cô và chú. He want to say again about she want to say thank you Andy, and he's very happy when you can find your family, your everything you want, like your son, like Miss Week, like that's why now he just hope you will happy and then everybody will be happy. And that's why he just want to say thank you again. Yeah. So that would be nice. Can't thank him enough. Yeah. And I can't thank you enough also for all your assistance. And then to see this smiling face over here is nice. So that's right. Yeah. We are very happy, both of us. Yeah. The Tung Vĩ want to say about at least you can do something you want. So that's why he's very happy about that. Okay, now we have to let him go, okay? Yeah. Yeah, and then chúc Tung Vĩ khỏe mạnh nha. Yeah. And I hope cô Nguyệt cũng vậy, cô Nguyệt cũng khỏe mạnh, vui vẻ nha. Rồi yeah. Nói chị nói dùng với chú, chị nói dùng với chú là nếu có dịp mời cô chú về Việt Nam chơi một chuyến. Để thăm lại chiến trường xưa. Yeah. Yeah. He want if you have if Miss Week, Bar and Andy have time, he invite all of them to go to Vietnam. Oh. So they so can remember everything before, and then he want you can spend your time everything so can. Remember everything before, so like keep your when you've been there, like keep you will be more fun and happy too. Okay, well, we'll talk about that one, making that happen. Yeah, don't worry. I don't if think you she want wants to fly. If you want to go, I will. Dante. And then Kongwik and Andy and Bar, if you want to go back to Vietnam, just let me know. Okay. I will be a guide. Okay, to go Đồng Tháp. Yeah. Tức là chị nói là nếu mà mọi người muốn đi về Việt Nam, chị sẽ là người hướng dẫn và chị sẽ dẫn đi về Đồng Tháp gặp em. Good. Okay. Chú ở Đồng Tháp, Sài Gòn hả chú? Dạ, con ở Đồng Tháp cô ạ. Con ở Sa Đéc Đồng Tháp và gần quê của cô, gần Cần Thơ, cách Cần Thơ 40 cây số thôi. Có dịp mà cô Nguyệt có về Cần Thơ thì cô cháu mình hú nhau một tiếng ha. Okay. Chị Liên cũng vậy luôn, chị Liên cũng vậy. Dạ. Yeah. Rồi cuối cùng thì xin chân thành cảm ơn những người có liên quan đến trong câu chuyện và hỗ trợ, và đặc biệt nhất là cảm ơn tới cộng đồng. Dạ, đúng rồi. Mọi người rất là cảm ơn mọi người nhiều lắm. Yeah. Ở đây, dạ, yeah, ai cũng có được cái niềm vui của mình hết rồi. Dạ. Yeah. 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 From people heart, okay. We thank you so much. Yeah. For sure. Dạ, chúng ta chào tạm biệt. Happy. Ông nói ông rất hạnh phúc. Dạ, dù lúc nhắn rồi đấy thì. Rồi, chúc mừng. Ok, rồi, xin chào mọi người. Okay. Rồi, bye bye, chúc sức khỏe các cô chú. Okay. Thank you so much, bye bye, bye bye. Dạ, dạ. Yeah.